rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe của đài phát thanh truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, dưa leo là loại thực phẩm quen thuộc, tán rẻ nhưng lại mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chỉ cần một quả dưa leo mỗi ngày cũng là cách cung cấp vitamin và khoáng chất hiệu quả cho cơ thể bạn. Thông tin trên trang sức khỏe và đời sống. Dưa leo giúp giải khát thanh nhiệt. Theo đông y, dưa leo có vị ngọt mát, hơi có độc vào tùy vị. Có tác dụng thanh nhiệt giải độc, lợi thủy, dùng cho các trường hợp sốt nóng, miệng khô khát nước, đau xương họng phù nề. Trong dưa leo có chứa tới hơn 90% là nước, do đó nó có công dụng giải khát. Ngoài ra nó còn có tác dụng lọc máu cho cơ thể, hòa tan axit uric, urat giúp lợi tiểu. Đồng thời nhiều lượng kali dồi dào mà việc sử dụng loại quả này khá tốt đối với những người bị bệnh tim mạch. Da của dưa leo chứa rất nhiều vitamin A. Vì vậy, nếu là loại dưa leo có nguồn gốc đáng tin cậy khi ăn đừng nên gọt bỏ vỏ. Hỗ trợ giảm cân từ dưa leo nhờ có tác dụng ức chế quá trình chuyển hóa đường thành mỡ mà dưa leo là sự lựa chọn an toàn cho ai muốn giảm cân. Để giảm cân hiệu quả, bạn nên bổ sung nhiều dưa chuột trong bữa ăn của mình. Mỗi ngày ăn khoảng 250g dưa leo sẽ có tác dụng giảm cân rõ rệt. Đối với bữa sáng, nếu bạn không đủ thời gian để chuẩn bị thì có thể ăn các loại hoa quả hoặc dưa leo vừa có tác dụng giảm cân, nó có thể làm da bạn trở nên tươi sáng và khỏe mạnh hơn, tốt cho hệ tiêu hóa, giữ được nước trong cơ thể. Chỉ nên áp dụng thực đơn này 3 ngày trong một tuần để cân bằng sức khỏe cho cơ thể đồng thời đảm bảo an toàn cho việc giảm cân. Mẹo chọn dưa leo sạch ngon mà không bị đắng. Để lựa chọn được những quả dưa chuột ngon, người tiêu dùng cần lưu ý về màu sắc nên chọn quả có màu xanh tươi sáng, quả dưa leo ngon thường khá đều màu, không có vết thâm hay màu ố vàng. Về hình dáng chọn quả thẳng không hoặc ít bị cong vẹo. Những quả dưa thon dài, đặc ruột sẽ ăn giòn, ngon hơn khi chọn những quả ngắn, tròn. Cần chọn những quả cầm nặng tay vỏ nhãn, không có sần sùi, dưa chuột quả nhỏ ăn sẽ ngọt hơn những quả to. Tránh mua những quả có vết vàng trên thân, dưa phình to ở giữa hoặc đầu quả to đuôi quả nhỏ. Bởi đây là những quả dưa già, ruột nhiều hạt và nhiều nước ăn không ngon. Cách trị thâm mắt bằng nước ép dưa leo. Những dưỡng chất có trong dưa leo sẽ giúp nuôi dưỡng làn da bạn được khỏe mạnh và để lùi nhanh những vết thâm sạm trên da. Đặc biệt là bạn có thể sử dụng nước ép của loại quả này trong việc xóa bỏ đi những vết thâm quầng của mắt. Hãy rửa sạch mặt với nước ấm trong vòng 4 đến 5 phút rồi để khô. Cắt hai lát dưa leo tươi và đặt lên vùng mắt. Thư giãn trong 10 đến 15 phút để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn dùng dưa leo ướp lạnh, áp dụng cách này 3 lần trên tuần. Ngoài ra có thể thử trộn dưa leo nghiền nhỏ với bột gỗ đàn hương thoa lên vùng da mắt. Cách này sẽ giúp bạn xóa tan các cuồng thâm mắt một cách nhanh chóng, giúp thấm nhanh và nuôi dưỡng làn da một cách hiệu quả. <laughs> Ăn nhiều dưa leo có tốt cho sức khỏe không? Tuy là thực phẩm rất tốt cho cơ thể và có tác dụng làm đẹp, tuy nhiên bạn nên lưu ý những vấn đề dưới đây khi sử dụng thực phẩm này. Cần tận trọng khi dưa leo có vị đắng. Các nghiên cứu cho thấy hợp chất cucubitacin và chitopanoid tetacylic trong dưa leo là yếu tố hàng đầu gây ra vị đắng cho loại quả này. Nếu ăn qua nhiều, những dưa chuột có vị đắng có thể gây ngộ độc cơ thể. Không ăn dưa leo cùng đậu phộng. Thực tế có rất nhiều người hay kết hợp ăn dưa leo trộn với đậu phộng trong các món nộm. Tuy nhiên, việc này hoàn toàn không có lợi cho sức khỏe, rất dễ gây ra bệnh tiêu chảy cho người dùng. Không ăn dưa leo với cần tây hay dưa leo với ớt, dưa leo với cà chua khi sử dụng kết hợp các loại thực phẩm này với nhau, các enzyme có trong dưa leo sẽ phá hủy các vitamin C có trong các loại thực phẩm khi kết hợp cùng chúng. Dự phòng ung thư từ dưa leo, theo các nhà khoa học Mỹ, dưa leo chứa nhiều kali, vitamin K, C và ít carbohydrate nên được xem là loại rau lý tưởng cho người bị tiểu đường. Gần đây các kết quả nghiên cứu lại chứng minh được phần lá và trái của dưa có khả năng tiêu diệt chế ngự sự phát triển của những tế bào ung thư. Là một loài cây họ Cucurbitaceae, dưa chuột chứa hàm lượng cao cucurbitacin có thể giúp ngăn ngừa ung thư bằng cách ngăn chặn tế bào ung thư phát triển và sống sót. Hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ khuyến khích mọi người ăn nhiều dưa chuột nhằm ngăn sự tích tụ cholesterol và các vấn đề về tim mạch có thể phát sinh. Cucurbitacin trong dưa chuột cũng có thể giúp ngăn ngừa chứng sơ vữa động mạch giúp làm giảm lượng đường trong máu. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình ngày mai sẽ là những thông tin xoay quanh căn bệnh loạn thị. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.